nóng quá. Có bộ câu hỏi rồi. Nhắc đau bụng 2 ngày, đau bị thượng vị, sáu nay hạ sườn phải có kèm sốt. Hạ sườn phải, hạ hốc phải. Hốc phải. Rồi. Sốt, không thể giảm đau. Rồi bệnh nhân cận sàng thì có bạch cầu 9000, CRP cũng có, siêu âm thì có theo dõi viêm manh tràng. Khám thì thấy bụng mềm. Phản ứng vùng bụng, đề kháng thì em thấy mơ hồ có. Rồi bắp bụng tay thì đau, lúc này đau. Rồi em nghĩ nói chuyện lung tung hết trơn, tưởng quay, cho nó quay phim nó nói lại cho nó đàng hoàng, nó lung tung hết nha. Rồi bây giờ vậy này, có vấn đề đặt ra là gì? Mình là nhà ngoại khoa nha, mình cái mục đích đầu tiên mình khám mình chẩn á là mình phải loại trừ cái bệnh lý ngoại khoa nha. Cái bệnh lý ngoại khoa đấy đối với một người phụ nữ đang độ tuổi như thế này thì một là đồ thừa, hai là những cái liên quan đến phụ khoa, ví dụ như là thai ngoài tử cung hay là u buồng trứng xoắn. Hai cái đó, ba cái bệnh lý đấy là phải loại trừ trước. Còn những cái linh tinh khác, viêm bồng mỡ, viêm túi thừa, viêm phần phụ, viêm đường tiểu gì đấy tính sau nha. Thì bây giờ tôi loại trước cái ruột thừa thì đó, vấn đề đặt ra là bệnh nhân này có bị ruột thừa hay không. Độ tuổi này là độ tuổi ruột thừa, cũng là ruột thừa đấy. Thứ hai nữa là nghe mô tả bệnh nhân có đau chuyển đúng không. Thứ ba nữa là có hội chứng gì đấy, có cái gì đấy nó làm tăng cái áp lực họ bỏ gì thôi đó. Chừng nó rung, nghe điện thoại làm gì? Không, coi tập rung lại. Có cái gì đấy nó làm tăng áp lực trong lòng tiêu hóa hay không? Thường thường ruột thừa viêm cấp bệnh nhân sẽ có triệu chứng là buồn nôn hay nôn ói, có không? Rồi, tư là có sốt không? Có sốt. Rồi, hỏi thêm câu nữa là cái sốt đấy nó có liên quan gì đến nhiễm ruột thừa hay bệnh lý gì khác? Có tiểu gắt bút không? Thì làm nghề gì? Nhân con xã đây luôn hả? Sống chung với ông xã. Rồi mấy cháu thì bình thường có hay bị bướu trắng không? Nhiều luôn hả? Trắng đục hả? Đấy, thọng thêm câu đó vô nữa nha. Thì đó là mình cái màu đầu, trước giờ đã biết bệnh lý gì về phụ khoa chưa? Có đi siêu âm kiểm tra sức khỏe phụ khoa chưa? Kinh nguyệt có đều không? Kinh nguyệt đều, kinh chót cái đây bao lâu? Đấy, những thông tin đấy mình phải nắm nha. Rồi gì nữa, nhìn toàn trạng thì thấy là bệnh nhân này là đúng rồi, không có hội chứng nhiễm trùng đúng chưa. Đúng, giờ đau là từ lúc đau đến bây giờ là bao lâu rồi? 3 ngày là khả năng đột thừa thì còn 10-20%, hiểu không? Thời gian mà càng dài thì khả năng bị đột thừa càng thấp nha. 3-4 ngày thì đã là viêm phúc mạc rồi nha. Giờ khám cái bụng nè, điều quan trọng nhất là cái bàn tay mình khám ấy, đúng được chưa? 3 ngày thì nếu là đột thừa sẽ có cái gì hả? Đổ áp xe nha, và đóng quánh chứ không thể nào mà có đột thừa cấp hoại tử này nọ được hết, nắm được chưa? Có không? Rồi thả lỏng cái bụng nè. Nhiều khi mình làm theo quán tính thì hay là cho về mình hỏi ra những cái lý thuyết, những cơ bản, kiến thức cơ bản trả lời không được ấy. Nó có đau không? Hơi đó hả? Đau. Hiện tại dưới có biết trắng không? Có hả? Trắng đục thôi hả? Rồi, bụng rất là mềm. Thì khi mà khám cái bụng hút cho phải của bệnh nhân đấy, thì những cái dấu hiệu nào chúng ta chẩn cái ruột thừa, những dấu hiệu nào chúng ta loại cái ruột thừa? Thứ nhất là đau rất là nhiều. Nghe thí dụ như người này mình ấn từ từ vô nè, nghĩa là ta đau ruột thừa, ta đau dữ lắm, từ cái động tác ấn này nó sẽ làm tăng cái áp lực trong cái ruột thừa. Nhiều người là đau ta gạt cái tay mà đau luôn nha. Còn nếu mà ấn từ từ vô sâu mà nhân tĩnh vẫn tĩnh bơ thế này thì là không có cái gì đấy nó bế tắc ống tiêu hóa, nói chung là không có ruột thừa, nó bị tắc, bị viêm đấy, đúng chưa? Đoạn thứ hai nữa là gì? Là phản ứng thành bụng nha, hay đề kháng. Thứ ba cuối cùng là gì? Đúng rồi, nắm được chưa? Cho nên nhớ là đau rất nhiều nha, đặc biệt là đau tăng lên nhiều khi ấn chẩn nông và sốt. Thứ hai là có phản ứng hay đề kháng. Thứ ba phản ứng dội. Trường hợp này thầy thấy cả ba đều không có hết, cho nên khả năng được thừa là các thầy nghĩ là không có đâu. Rồi bây giờ quay lại nha, bây giờ có biết trắng
Các bạn cầu bao nhiêu? Cầu 9.000. Rồi, có siêu âm, có manh tràng thành dày. Rồi, tụ ích dịch quanh manh tràng. Như thế thì khả năng này viêm phần phụ hay viêm manh tràng? Tại viêm phần phụ nó cũng có những cái biểu hiện của dày thành manh tràng. Thì cái dịch viêm, cái dịch mũ nó cũng nằm, nó làm cho ruột nó phù nề trong cái manh tràng. Thì khả năng nào nhiều hơn? Khả năng viêm manh tràng nó nhiều hơn. Nha, tại vì sao viêm phần phụ bạch cầu nó sẽ tăng, viêm manh tràng bạch cầu nó không tăng. Nha, quay lại lý do tại sao một người dễ bị viêm manh tràng. Manh tràng là về mặt giải phẫu đó là nó một cái túi đựng phân mãn tính, hiểu không? Phân nó sẽ lưu trú ở đó là lâu hơn là những cái đoạn khác của đại tràng, hiểu vấn đề chưa? Thứ hai nữa là manh tràng này cái mạch máu nó nghèo, ở trong cái ống tiêu hóa mình từ thực quản đến hậu môn đấy thì cái hồi tràng cái manh tràng mạch máu nó hơi bất thường chút, tức là nó nghèo nè về mặt mạch máu nhất, cho nên là manh tràng là một cái vùng dễ bị viêm. Nó viêm do nó thứ phát từ vi trùng ở trong lòng ruột nha, cho nên trường hợp này thầy nghĩ viêm manh tràng nhiều hơn. Mà viêm manh tràng thì ít khi nào nó hoại tử, từ lúc thầy ra trường đến giờ gặp 2 ca hoại tử manh tràng thôi, phải cắt bỏ cái phần manh tràng đấy, nhưng còn lại là đa số là không có hoại tử nha, là viêm bình thường, cho nên trường hợp này đồng ý. Bữa nay cho bệnh nhân về nha, bệnh nhân ăn uống được thì không cần phải truyền nước đâu nha, cho kháng sinh. Kháng sinh nào là kháng sinh trị cái viêm đường ruột, nhiễm trùng đường ruột. Gì? Không có như này, không có tình trạng ngộ độc thức ăn, nghĩa là không có bị nhiễm trùng một cái loại vi khuẩn có độc tính cao, do thức ăn nó bị ngộ độc từ môi trường bên ngoài, hiểu chưa? Thì nghĩ là chủng vi khuẩn của đường ruột của nội tại của bệnh nhân, chứ phải vi khuẩn ngoại lai do thức ăn nó bị ngộ độc, hiểu rồi ha? Cho nên trường hợp này thì cho cephalotec 3 cộng với metro cũng được. Và thứ nhì làm cho cái cipro giống quinolone đấy, thì giống quinolone là cái loại kháng sinh nó có thẩm thấu vào cái mô cao nha, một trong hai cái đó đều được hết. Giống cephalotec 3 kết hợp với metro hoặc là cipro hay giống quinolone kết hợp với metro nha, đi cầu bình thường không? Hôm qua này hết đi, mấy bữa trước đi như bình thường. Nếu bệnh nhân táo bón thì cho bệnh nhân thuốc nhuận trường để giảm cái thời gian lưu trú của vi khuẩn trong đường ruột. Rồi, thế mà đồng ý luôn điều trị luôn cái cephalo cộng với metro đi, tại vì nó điều trị luôn cả hai, cả viêm ở đây và viêm đường dưới luôn. Không được chỉ đổi này cho xuất viện. Nên về nhà nếu có gì lạ, có sốt, có đau bụng, bụng có chứa gì nhập viện đó lại. Cái trị dứt điểm của bệnh lý nhiễm trùng phụ khoa đó. Rồi, tắt đi.